thằng đang mở du, có thằng đang mở du ở cái nhà giữa đông. Em thấy anh vội thế. Lên đồi luôn, lên đồi. Em có súng nắm đấy không? Có. Nó bắn mình á. Xuống đi, xuống đi, xuống. Trêu thôi, bắn tên đéo bay được không? Được rồi. Yếu à? Thôi bỏ đi anh em. Hả? Đi một thằng kìa.